Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, đường sắt áp dụng các quy định mới về vận chuyển hành khách. Cụ thể khi mua vé và đi tàu, người mua vé hành khách có trách nhiệm cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ khác có đầy đủ thông tin cá nhân được pháp luật công nhận. Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam, hành khách trên 14 tuổi bao gồm hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, căn cứ công dân, giấy chứng minh chứng nhận của các lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ nhà báo, thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên, giấy phép lái xe ô tô, mô tô. Trường hợp hành khách chưa có hoặc làm mất căn cứ công dân, chứng minh nhân dân, hành khách phải có giấy xác nhận nhân thân, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai like của công an địa phương nơi cư trú. Hành khách từ đủ 14 tuổi trở xuống, bao gồm hộ chiếu, bản sao giấy khai sinh, Giấy xác nhận của tổ chức xã hội đối với trẻ em do tổ chức xã hội đang nuôi dưỡng chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xác nhận. Ngày 6 tháng 1, VinFast công bố một loạt thay đổi mới cho bộ máy lãnh đạo công ty, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của hãng xe điện này. Theo công bố, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của VinFast sẽ chuyển từ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị sang đảm nhận vị trí tổng giám đốc VinFast thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Ông Phạm Nhật Vượng cũng sẽ tiếp quản vị trí giám đốc điều hành của công ty này. Trong khi đó, bà Lê Thị Thu Thủy chuyển từ vai trò tổng giám đốc Vinfast sang đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị hãng xe điện. Liên quan đến vụ việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam để điều tra về các tội cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn ghen hưởng đến người khác để trục lợi. Ngày 5 tháng 1, vợ ông Lưu Bình Nhưỡng đã tới cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình nộp 300.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả cho chồng. Trước đó, ngày 26 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong thời gian giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, nguyên phó trưởng ban dân nguyện ông Lưu Bình Dưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Nguồn tin có báo người lao động cho hay, số tiền ông Dưỡng trục lợi là khoảng 300.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 7 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Thanh Việt, 71 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Phan Thanh Việt bị truy nã về tội giết người, cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, tháng 4 năm 1981, Phan Thanh Việt cùng 4 đối tượng khác đã bàn bạc lên kế hoạch tìm người muốn vượt biên để đưa đi. Sau khi kết nối được 6 người muốn vượt biên, Phan Thanh Việt cùng đồng bọn đưa họ đến xã Bình Châu. Sau đó bị cùng đồng bọn thực hiện hành vi mang trợ giết cả 6 người cướp tài sản các đối tượng chia nhau tài sản và cùng trốn chạy. Thời điểm đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghĩa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt ba đối tượng, truy nã hai đối tượng còn lại. Sau khi các đối tượng được đưa ra xét xử, tòa tuyên hai án tử hình, một án chung thân. Một đối tượng trốn truy nã trong lúc bị công an truy bắt đã chống trả quyết liệt nên bị bắn chết. Còn Phan Thanh Việt trốn truy nã đến nay đã 43 năm. Đầu năm 2024, khi đang lẫn trốn tại ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đối tượng này bị bắt giữ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vẫn đang phải điều trị và chưa biết khi nào được xuất viện. Thông tin trên do chuẩn tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Gốc, xác nhận với AP ngày 5 tháng 1 giờ Mỹ. Bộ trưởng Austin phải vào Viện Quân y Quốc gia Guadalupe điều trị từ ngày 5 tháng 1, nguyên nhân do biến chứng sau tiểu phẫu. Tướng Ryder cho biết chưa rõ khi nào ông Austin sẽ được xuất viện, nhưng nói rằng vì bộ trưởng đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình từ ngày 5 tháng 1. Đây là sự thừa nhận đầu tiên của Lầu Nam Góc về việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải nhập viện từ 5 ngày trước đó. Việc Lầu Nam Góc chậm trễ thông tin ông Austin nhập viện đã đi ngược lại thông lệ nước Mỹ. Tình trạng sức khỏe của các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Tổng thống, đều được sớm công bố rộng rãi. Hiệp hội báo chí Lầu Nam Góc VBA, đã gửi thư bày tỏ sự tức giận khi thư ký báo chí Ryder và trợ lý phụ trách vấn đề công cộng Chris Mayer không cung cấp thông tin kịp thời về Bộ trưởng Austin. Thông tin về sức khỏe của ông Austin được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng tăng đối với các quân nhân Mỹ ở Trung Đông và Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong xung đột Israel-Ukraine. Ông Austin, 70 tuổi, đã phục vụ trong quân đội Mỹ 41 năm và nghỉ hưu với cấp bậc tướng 4 sao vào năm 2016.